mặt cho con bú. Nhớ ai gọi cũng đừng mở cửa nhé, nếu không chó sói sẽ vào ăn thịt con đấy. Mẹ ơi, thế làm sao con biết mẹ về mà mở cửa? Khi mẹ về, mẹ sẽ gọi về con ngoan của mẹ. Còn chó sói hung ác, hãy đuổi cổ nó đi, mở cửa ngay cho mẹ. Dạ vâng ạ. Thôi, mẹ đi đây. Tạm biệt mẹ. Tạm biệt con. Nhưng còn sói hung ác nấp gần đó đã nghe về mẹ dặn về con như thế rồi. Về mẹ vừa đi khuất, còn sói hung ác đã chạy lại. À, ha 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 ha, ta đã nghe được lời của về mẹ dặn ồn ồn không giống tiếng mẹ. Dê con liền hỏi: ơi, sao hôm nay giọng của mẹ ồn ồn thế? Ở thì hồi nãy mẹ đi ra đâu bị cảm gió nên giọng của mẹ nó khàn khàn ấy mà. Dê con cúi xác xuống đất, nhìn qua khe cửa, nó thấy cái chân lem luốc đen xì. Nó bảo chó sói: thôi anh sói ơi, chân anh đang suy kia, tôi nhìn là biết ngay. Anh hãy cút đi, nếu không mà tôi về sẽ hút thành phố mà bây giờ. Bị lộ, còn sói vội vàng bỏ đi, nhưng nó vẫn nghĩ cách lừa dê. Cửa hàng bánh, chờ lúc người làm bánh đi vắng, nó liền kho chân vào thùng bột, bột dính đến đầu gối. Chưa có con sói nào giờ đêm trai lại còn thông minh như ta. Ta đã biến thành một con dê mẹ hiền lành, tay trắng nõn nà, lại còn có cả khăn che đầu. Phen này về con làm sao thoát khỏi lòng bàn tay của ta? Ha 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 ha, thua kêu này ta liền bay kêu khác. Mỗi qua là đôi, suốt cả mấy ngày rồi không có gì ăn này, cố thằng là sói. Trong chiều tay thì trắng lại còn
sói da. Ê, dám bắt nạt con ta. Chết hay quá. Da ép, chết hay. Nhà ngươi còn dám trở lại bắt nạt con ta, ta sẽ cho ngươi biết tay. Về con ngoan của mẹ, con chó sói hung ác, hãy đuổi cổ nó đi, mở cửa ngay cho mẹ. Về con nè đúng tiếng mẹ, nó cúi nhìn qua khe cửa, đúng là chăng mẹ. Mở ngay cửa cho mẹ vào. À, mẹ David. Mẹ ơi, lúc nãy có con sói giả làm giọng của mẹ, con mở cửa làm kẻ đánh lung đó mẹ. Về con của mẹ ngoan lắm. Thôi, vào nhà đi, mẹ có mua quà cho con đây. Cảm ơn mẹ. Ngoan ngoãn, biết vâng lời mẹ, đúng không các bạn? Chúng mình cũng giống như chú dê con nhé. Nếu ở nhà một mình thì không nên mở cửa cho người lạ vào. Câu chuyện dê con nhanh trí đến đây là hết rồi.